Hello, cùng mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui đã trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ tư 6 tháng 7 2022, cùng đến đây là 9 giờ 2 phút sáng. Hiện tại cô đang đứng ở đường Trường Sa, ở phía đằng kia đó là cầu sắt của đường rầy Sai Lửa, dọc theo cái con đường này là bờ kè kênh Nhiêu Lộc, Trường Sa và Hoàng Sa bên quận Phú Nhuận. Nào cả nhà cùng Cường đi xem ở cái khu xóm của cái đường rầy Sai Lửa cổng số 6 nhé. Để Cường gặp cái chú này, Cường sẽ hỏi về cái ở bên cái khu này và cái cầu sắt này nó như thế nào nhé cả nhà. Cầu này là cầu nước đen, đường dạ. Sau này là nó mới là mở là đường Trường Sa. Cây cầu là cầu nó đổi là hai cây cầu hai bên là số 6, số 7. Cái cầu sắt này là cầu nước đen. Cầu nước đen. Dạ, con cảm ơn chú nhiều nha. Đúng rồi. Trước đó là cống bà xếp đó, nên ta mới kêu là ấp bà xếp rồi đó. Dạ, dạ. Đó là ở đây nè. Đó là trước đó là cái gần 70-80 năm rồi. Dạ, dạ, dạ. Cái cầu này là đã cái có này rồi. Chắc cái thời ba mẹ con chắc trước trước 70 năm á chú anh. Trước. Lâu lắm á chú anh. Hiện bây giờ đã 50 mấy tuổi là đã có trước đó rồi. Bà xếp. Nam bà. Nó đề đó thấy không? Nó bốn dạ, dạ, dạ. Hướng. Dạ dạ dạ. Chứ cái cống bà xếp là nó nằm ở cái chỗ kia kìa, ở ngoài dạ, dạ. Cách mà Trần Đan á là cái cống bà xếp. Dạ dạ. Nó đây là ở đấy theo thôi. Bây giờ cả nhà cùng Cường xuống với cái khu xóm của người dân sống ở gần đường rầy Sai Lửa cổng số 6 nha cả nhà. Mình xuống cái miệng này trước xong mà Cường sẽ đi vòng qua bên cái miệng bên cái khu xóm bên kia. Xem hả? Hay làm gì nữa đây? Dạ dạ. Cô đó thấy Cường xuống quay với cổ tưởng Cường làm cái gì, thành ra Cường đã trình bày cho cô đó rồi. Khu xóm này đó là đường Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận, trước năm 75 đó là đường Trương Minh Ký. Đây có con chó con dễ thương đó, để cùng quay nó nè. Ký 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 ký. Cả nhà có thể nhìn thấy phía bên trái đó là cái đường rầy Sai Lửa,
bây giờ người ta đã làm hàng rào từ đây và dọc ra ngoài phía bên đường Lê Văn Sĩ. Lúc trước á, người ta không có làm hàng rào này á, vừa nhìn nó thấy sợ lắm, bởi vì xe lửa chạy á, nhiều khi có con nít nó chạy ra ngoài rất là nguy hiểm. Cái khu vực Phú Nhuận này á, hồi đó gia đình Cường ở tại đây là mấy chục năm rồi đó nha cả nhà. Thành ra lúc đó là chưa có làm hàng rào. Bây giờ Cường thấy nó làm hàng rào á, mình thấy an tâm và thấy nó an toàn cho khi mà người dân đi hoặc là trẻ em á, xe lửa đi á, nó đỡ an toàn cho mình á. Gia đình của Cường giờ không còn ở đây nữa, giờ mình ở chỗ khác rồi. Hôm nay mình quay trở lại Phú Nhuận để cùng quay cho cả nhà xem về cái xóm của những người sống ở bên ven của cái đường điện xe lửa cho cả nhà xem.
Đây Cường đã rao cái mặt đường Lê Văn Sĩ, trước kia đó là đường Trương Minh Ký của Sài Gòn xưa. Bên kia đường đó là cái trạm người ta gác cái xe lửa. Khi mà xe lửa đến đó, người ta gạt cái càn xuống không cho xe cộ qua lại đó cả nhà. Khi góc cái con đường này người ta thường gọi là cổng xe lửa số 6. Nhớ rất là rõ, theo hồi xưa gia đình của Cường ở đây là mấy chục năm đó cả nhà. Thường hay qua lại cái con đường cổng xe lửa số 6 này. Mình đi xuống đó, đó là cái nhà thờ Ba Chuông đó cả nhà. Bây giờ còn tiếp tục đi qua bên cái con đường này để cho cả nhà xem về cái khu của người dân sống ở bên cái con đường trề xe lửa nha cả nhà. Chỗ này có quán cà phê đồ cổ nè cả nhà, để Cường quay cho cả nhà xem. Đây là quán cà phê nhỏ. Cái quán cà phê trưng bày đồ xưa cổ tại đây á, nghe anh chủ nói là hiện tại người ta đang sửa chữa, không có ngưng bán nha cả nhà.
đây cũng có một cái quán cà phê nữa nè. Đây có con chó tinh gác này cả nhà. Đây cường ra cái con đường Trường Sa nè, có cái cầu sắt nè.